Lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2014 của Hội Điện ảnh Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 12 tháng 3 tới tại Trung tâm Tổ chức Sự kiện Queen Hall, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh thưa quý vị. Giải thưởng Cánh Diều Vàng bao gồm các hạng mục phim truyện điện ảnh, phim truyền hình, phim tài liệu điện ảnh, truyền hình, phim hoạt hình, phim khoa học, phim ngắn và công trình nghiên cứu lý luận phê bình điện ảnh truyền hình. Riêng phim truyện nhựa, hạng mục được quan tâm nhất, tập trung 17 bộ phim, trong đó có các phim đạt doanh thu cao trong thời gian vừa qua như Quả Tim Máu, Để Mang Tính Phần 2, Chàng Trai Năm Ấy, bên cạnh các phim của nhà nước như Những Đứa Con Của Làng, Mộ Gió, vân vân. Tại buổi họp báo giới thiệu sự kiện, đại diện Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết số lượng và chất lượng của các phim tham dự giải năm nay có sự tăng lên rõ rệt. Tiêu chí của giải thưởng là đề cao tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình có dấu ấn sáng tạo trong nghệ thuật thể hiện, mang đậm bản sắc dân tộc, giàu giá trị nhân văn và đạt hiệu quả xã hội tích cực. Buổi lễ sẽ diễn ra cùng với nghi thức kỷ niệm Ngày Điện ảnh Việt Nam 15 tháng 3. Trước đó, các nghệ sĩ hội viên Hội Điện ảnh sẽ về thăm địa điểm tác nghiệp của Điện ảnh Nam Bộ tại Mộc Hóa, Long An. Thưa quý vị, bên lề buổi họp báo, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam, quanh chất lượng phim dự giải, tiêu chí chấm giải thưởng cũng như những khúc mắc đến hẹn lại lên của khán giả vào mỗi lễ trao giải kết thúc. Dạ xin chào bà. Cũng đến hẹn lại lên thì giải thưởng điện ảnh Cánh Diều Vàng năm nay lại diễn ra. Trước hết xin bà có thể chia sẻ về cái chất lượng của các phim tham dự giải năm nay và nó có những cái biến chuyển gì không so với lại chất lượng những phim những năm vừa rồi? Tôi nghĩ rằng là năm nay chất lượng phim rất là nhiều phim tốt. Sợ rằng là vàng hơi nhiều thì rất mừng. Thế và hai nữa là số lượng phim cũng nhiều, rất là nhiều, nhất là cái khâu phim truyện truyền hình nhiều tập. Phải nói là ban giám khảo sau Tết một chút là ban giám khảo phim truyện truyền hình nhiều tập đã phải làm việc rồi. Và các ban giám khảo khác cũng làm việc rất là cấp tập ở ngoài Hà Nội. Thế tôi nghĩ là về số lượng năm nay nhiều và chất lượng hy vọng là giải vàng cũng hơi bị nhiều, sợ rằng như thế, lo rằng như thế nhưng mà cũng rất mừng như thế. Vậy thì nói riêng về cái giải điện ảnh thì bà có nhận xét gì về chất lượng các phim năm nay? Năm nay giải thưởng điện ảnh, cái phim truyện điện ảnh có 17 phim. Thế và tôi nghĩ là toàn những đạo diễn rất chắc tay nghề tham gia, như là đạo diễn Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Thanh Vân, rồi thì Victor Vũ và một số các đạo diễn khác. Với những cái phim mà đi kèm với những cái tên tuổi như vậy, rồi cả của Lưu Trọng Ninh nữa, thì tôi nghĩ rằng là cái chất lượng cũng hứa hẹn chất lượng rất là cao. Thế và hiện nay khán giả thì thường có cái thói quen nghĩ rằng giải thưởng Cánh Diều Vàng cũng như Bông Sen Vàng thì luôn ưu ái nhiều hơn cho phim của nhà nước. Thì theo bà thì bà nhận định như thế nào về cái ý kiến này? Đấy là cái ý nghĩ quen thuộc thôi, chứ còn thực chất thì không phải như vậy. Bởi vì rất là nhiều lần các phim của các hãng phim tư nhân, các đạo diễn Việt Kiều đều được giải đấy chứ. Tôi nhớ là Victor Vũ được rất là nhiều giải. Thế nhưng mà hầu như là chưa thấy anh ấy xuất hiện để nhận giải của mình. Nhưng mà dù vậy thì chúng tôi chấm phim chứ không phải là chấm về bất kỳ đạo diễn nào cũng như là hãng phim nhà nước hay tư nhân nào. Cứ phim nào hay thì ban giám khảo sẽ trao giải. Các giải thưởng của Hội Điện ảnh cũng như Cục Điện ảnh thì luôn có sự tranh đua giữa hai dòng phim của nhà nước và dòng phim tư nhân. Thực ra thì hai cái dòng phim này nó cũng không có nhiều cái điểm tương đồng cho lắm. Vậy thì cái điều đó có làm khó cho ban giám khảo khi mà phải xem xét những cái tiêu chí để chấm giải không? Tôi nghĩ cũng chả có gì khó cả, miễn là người ta ngồi xem và với một cái tư chất vừa là ban giám khảo nhưng mà họ cũng thưởng thức nghệ thuật. Và cứ cái bộ phim nào lôi cuốn họ và cái tay nghề của đạo diễn làm rất tinh tế, rất là cao, rất hay thì người ta sẽ chấm thôi. Còn nội dung thì nó phải đa dạng. Phim nhà nước hay phim tư nhân thì thật sự phân như thế cũng không đúng. Tôi đã nói rồi, nó chỉ là cái nơi để mà cung cấp vốn thôi. Thế còn đề tài thì nó vô cùng, đề tài của nhà nước cũng có những cái phim giải trí chứ cũng không hoàn toàn là chỉ có phim cung cụ, phim kỷ niệm. Thế và nhiều khi là cũng phải thể nghiệm nghệ thuật nữa, những cái dòng phim độc lập chẳng hạn, rồi phim thị trường mà làm hay thì cũng giữa nghệ thuật và thị trường thì nó cũng gặp nhau. Thế và tôi nghĩ rằng là càng đa dạng thì khán giả càng được lợi, bởi vì sẽ được thưởng thức và lựa chọn được rất là nhiều những cái phim theo ý mình. Cuối là bây giờ trên các cái liên hoan phim trên thế giới thì thường cái lượng mà khi phim dự giải rất là đông và người ta thường có cái danh sách rút gọn. Thì với cái việc Việt Nam mình ngày càng có nhiều phim như vậy thì ban tổ chức có hướng đến
cái cách là lập một cái danh sách rút gọn để giảm tải cho ban giám khảo hay không? Không, cái sự rút gọn này là do cơ sở rồi. Thí dụ như là sản xuất 100 phim, cơ sở nào sản xuất 100 phim dài tập thì chỉ được chọn 1/3 cái 100 phim ấy thôi. Thì tự họ đã tự lựa ra là cái phim nào dễ ăn dài thì họ mới đưa đi, để cho cơ sở lựa. Chứ còn ban chấm giải của cánh diều không có người và cũng không có thời gian để có thể làm cái việc đấy. Thì để các cơ sở điện ảnh tự loại trước, và khi nào mà họ gửi lên thì bên trên này chấp nhận hết. Xin cảm ơn bà.